Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình là Tuân Cuồng Chân. Vlog hôm nay mình sẽ nói về 10 cái địa điểm cũng như là cái trải nghiệm bạn không nên bỏ qua khi đi du lịch Bali. Đầu tiên đó là cách để đi tới hòn đảo Bali. Như các bạn đã biết thì Bali nó thuộc Đông Nam Á, và để tới đó thì bạn không cần phải có visa gì hết, bạn chỉ cần passport thôi là có thể là đi được. Cách đây khoảng mấy tháng thôi à, thì nếu như các bạn muốn đi Bali, bay nó rất là khó khăn, tại vì bạn phải bay từ Việt Nam sang quá cảnh ở Kuala Lumpur hoặc là Jakarta hoặc là Bangkok gì đó, sau đó mới bay tới được hòn đảo Bali. Tuy nhiên là bây giờ Vietjet nó đã mở đường bay thẳng từ Việt Nam tới Bali rồi, nên là cái chuyện di chuyển nó rất là dễ, chỉ cần một chặng bay là bạn có thể bay tới hòn đảo đó luôn, và giá vé nó cũng không có quá cao như là bay nhiều chặng so với là mấy tháng về trước. Đầu tiên đó là một cái địa điểm mà mình nghĩ là nhắc tới Bali thì chắc ai cũng sẽ biết cái địa điểm này, hoặc là các bạn lên Bali hoặc là các bạn lên Google và search Bali thì nó cũng sẽ ra một cái địa danh này, đó là chính là ruộng bậc thang Tegalalang Rise. Đó thì mình sẽ nhảy chữ cho các bạn coi. Quan niệm của mình thì ruộng bậc thang ở Mù Căng Chải hoặc là những cái tỉnh về Đông Bắc thì đẹp hơn rất là nhiều so với ở chỗ này. Nhưng mình rất là thích cách mà người Bali người ta làm cái dịch vụ ở đây. Thì ở trên đó người ta xây những cái hàng quán và mọi người có thể ngồi ở trên cái hàng quán đó, ngồi uống bia, ăn trưa hoặc là ăn chiều để nhìn ra ruộng bậc thang xung quanh. Và các bạn có thể tới đây chụp hình rồi mình nghĩ là nên ngồi ở một cái hàng quán nào đó mà có thể view được toàn bộ và uống bia hoặc là uống dừa hoặc là ăn một cái gì đó và xem mọi thứ xung quanh, thì cũng là một cái trải nghiệm mà bạn nên thử. Tiếp theo, cái này thì sẽ rất là thích hợp cho những người mà thích mua sắm những cái đồ địa phương, đó là chợ Ubud. Chợ Ubud là nằm ngay ở trung tâm Ubud, và ở trong này nó rất là nhiều những cái món đồ mà bạn có thể mua, nào là xét toi hoặc là sarong nếu như các bạn muốn mua để quấn, hoặc là những cái vòng tay, hoặc là rim cracker, tất tần tật. Và đồ thì nói chung là nó rẻ cũng có, mắc cũng có, nhưng mà các bạn nên trả giá khi mà vào đây mua. Tiếp theo đó là thác. Thì ở Bali rất là nhiều thác. Nếu như các bạn lên search những cái trang review như TripAdvisor thì nó rất là nhiều thác. Nhưng mà một cái thác mà mình đi và nó khá là đôi bút thì mình hiện chữ ở đây, các bạn có thể coi cái tên ở đó, tại vì tên khó đọc là mình chả biết đọc sao. Thì cái thác này gần đôi bút và cũng mình xem thì gần như là nổi tiếng nhất ở đó rồi. Và thác nó lớn, và lưu ý khi mà bạn đi cái thác này thì các bạn nên đi tầm khoảng từ 8 giờ cho tới 10 giờ 10 rưỡi, thì lúc đó khách du lịch, khách Tây nó chưa ra đông, thì các bạn có thể chụp hình, quay video tự xứng các kiểu. Còn nếu như mà các bạn đi trễ tầm khoảng 11 giờ trở đi thì rất là đông, mà có những cái nơi mà chụp hình đẹp á thì các bạn phải xếp hàng mới được chụp hình. Địa điểm thứ tư, wow, đây là một cái gọi là thiên đường sống ảo cho các bạn, Bali Swing. Nếu như các bạn mà xem về những cái clip mà đăng tải trên Facebook hoặc là trên mạng về một cái hình ảnh, đó là một cô gái ngồi trên chiếc xích đu và đang tung bay giữa bầu trời, thì đó là một cái xích đu ở trong một cái đó gọi là cái khách sạn, hoặc là cái nói chung là một dạng khách sạn đi, thì mình tạm gọi đó là khách sạn, đó là highway. Thì cái đó thì các bạn phải ở đúng cái khách sạn đó thì các bạn mới được chơi cái trò xích đu đó. Nhưng mà đúng là người dân Bali người ta rất biết cách để kiếm tiền, thì kế bên cái khách sạn đó thì người ta là xây ra một cái khu vui chơi, đó gọi là Bali Swing, tức là xích đu. Nơi đó thì các bạn có thể là
vào đó và mua vé, để mình check lại cái vé bao nhiêu nha. Vé ở đó là 28 đô, thì bạn có thể chơi được tất cả những trò chơi ở trong đó và đã có bao gồm bảo hiểm rồi. Địa điểm thứ năm mình đặt tên là tiếng Việt là con đường màu xanh, còn tiếng Anh thì mình cũng không có đọc được nên là mình sẽ hiện chữ ở đây cho các bạn. Chỗ này thì chủ yếu là chụp hình này kia thôi, tại vì cũng không có gì để trải nghiệm, nhưng mà con đường nó khá là dài và bạn chụp hình ở đó, lên đó chụp hình rồi cũng sống nghèo, tại vì xung quanh đó thì người ta hình như là trồng cỏ tranh để cho bò ăn, và ở giữa thì có một con đường thì vô tình nó tạo lên một cái địa điểm check-in dành cho khách du lịch. Một cái trải nghiệm nữa mà là trải nghiệm thứ sáu, đó là các bạn nên ở resort ở Bali. Mình nghe đâu đó một cái thông tin là ở Bali thì dịch vụ về resort thì gần như là tốt nhất thế giới, nằm trong những cái top tốt nhất thế giới, và mình nghĩ là cái số tiền mà các bạn bỏ ra ở 2 triệu hoặc là 1 triệu mấy mà ở được một cái resort là 4 sao 5 sao, trải nghiệm được cái dịch vụ ở đó thì mình nghĩ cũng cũng nên, tại vì mình đã qua đó rồi thì mình thử trải nghiệm được cái dịch vụ ở đó, cái phòng góc ở đó và cái môi trường xung quanh resort đó như thế nào để mà mình biết, chứ qua đó rồi mà không ở thì cũng hơi tiếc ha. Nếu như mà bạn không có điều kiện thì tôi, nhưng mà nếu như các bạn có một xíu điều kiện thì các bạn ở những cái ngày mà khác thì mình tiết kiệm xíu để mình nhận tiền mình vô đó mình trải nghiệm cho biết với người ta. Địa điểm thứ cái trải nghiệm thứ sáu và thứ bảy ra mình chả nhớ nữa, nhưng mà đó là chạy xe máy hoặc là đi xe đạp ở Bali. Mình chưa, tức là sao ta, nó sao ta, ở Bali á người ta làm du lịch rất là tốt, mọi thứ ở đây đều sinh ra cho du lịch, nhưng mà song song đó người ta vẫn bảo tồn được cái thiên nhiên, nên là cái cảm giác mình giống như là mình đang ở một cái resort hoặc là một cái khách sạn, nhưng mà đang ở giữa một cái vùng quê vậy đó. Nên là cái cảm giác mà chạy xe máy và hai bên là cây cối, ruộng lúa hoặc là đi xe đạp thì nó là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời, và mình thề luôn, nếu như các bạn sẽ chạy hoài quên luôn cả đường về á. Nên là mình cứ chạy xong rồi mình phải lên Google mình search là xem ok mình đang ở chỗ nào và làm sao để về cái chỗ cũ của mình lúc xuất phát, thì đó là một trải nghiệm mà mình nghĩ là các bạn nên nên thử ha. Trải nghiệm thứ 8 cũng là một cái trải nghiệm ở resort, ở khách sạn, tạm gọi là khách sạn đi. Nếu như các bạn mà xem những cái Instagram nổi tiếng như là Do You Travel này kia thì có một cái đó gọi là cái gì ta, thì mình gọi là tạm gọi là homestay đi ha. Có một cái homestay được làm bằng tre hoàn toàn ở một cái nơi là kế bên một con suối và xung quanh là cây cối này kia um tùm, thì mình đã cắn răng buộc bụng mình book 2 đêm ở đó. Mình chả nhớ chính xác là bao nhiêu, tầm 2 triệu mấy một đêm, và thực sự là mình đã có một cái cảm giác rất là tuyệt vời.
ở ngay kế bên một con suối, và cái nhà đó được làm bằng tre hoàn toàn, ngay cả cái vòi nước mà để xịt ra cái lavabo rửa mặt cũng được làm bằng tay luôn, và được biệt lập và xung quanh là giống như đang ở quê. Thì mình nghĩ là đó cũng là một trải nghiệm các bạn nên thử nếu như các bạn có điều kiện. Địa điểm thứ 8 và cũng là cái trải nghiệm thứ 8 các bạn mình nghĩ là không thể bỏ qua luôn á, nếu như mà đi Bali, đó là đi thăm hai hòn đảo là Nusa Lembongan và Nusa Penida. Thì hai hòn đảo đó thì gần như là chiếm nhiều spotlight trên Google nhất về Bali. Những cái sóng lưng khủng long này, hoặc là một cái đó là Broken Beach này, biển nó rất là trong, và nói chung là chụp hình rất là sướng luôn, tức là góc này cũng đẹp vậy đó. Trải nghiệm thứ 10 và cũng là trải nghiệm cuối cùng, đó là snorkeling, tức là lặn bằng ống thở không phải là bình thở. Mình đã có gần như là một ngày snorkeling tuyệt vời ở hòn đảo Penira. Ấn tượng cái chỗ mà snorkeling ấn tượng nhất đó là một cái gọi là cái giống như là những cái bức tượng Phật nó đang chìm dưới đáy đại dương á, các bạn có thể snorkeling ở đó và các bạn chụp hình ở đó rất là đẹp luôn, quay phim chụp hình rất là đẹp luôn. Và cái may mắn thứ nhất của mình cũng đi lặn ở đó là được cá đuối, tại vì cái chỗ đó rất là ít cá đuối, gặp được cá đuối không là hên xui nha, chứ không phải là lúc nào cũng gặp, và mình rất là may mắn là mình đã gặp. Và đi snorkeling ở ở Bali, ở hai hòn đảo đó, thì các bạn nên mang theo cái khăn ấm để giữ lạnh, tại vì nước ở đó rất là lạnh và sóng rất là lớn. Mình lặn xong là mình phải lên ngồi mình run cầm cập, tại vì không mang đồ giữ ấm đi. Ok, đó là 10 trải nghiệm của mình và những cái địa điểm của mình đã đi ở Bali. Và nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc gì về hòn đảo này thì các bạn có thể comment ở bên dưới, mình sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của bạn. Và nếu như các bạn thích video này thì các bạn nhấn like và nhấn subscribe và nhớ ấn cái chuông bên cạnh. Cảm ơn và hẹn gặp lại.